vô ok, hát nãy ok, bên cạnh đó yêu cầu cũng phải là quay hay nữa em. quay quay Đâu, tôi đâu có vậy hết. Lại nào, đưa ra yêu cầu nào. Và mình có ba bản từ Jazz Roy, Miss Roy và Have Roy. Phải từng chuyển. Chứ phải hát như thế, nó phải đẹp nữa. Hai, ba, bốn. Oh, yeah.
lại coi cái lưng tao buồn cái. Dạ cô coi clip ở đó của Hana của Hana đó này. Trời ơi, hồng lúa cô có hình ảnh Hana ngày xưa rồi cô. Rồi con là Nguyễn Thị Diệu Hân học lớp 9. Nhỏ hơn con bây giờ. Sau đây cô sẽ cho cô con một bài mà cô tự sáng tác. Chắc ghê lắm. Không biết nhiều. Ủa sao cây đó không cầu cầu mà con đã nhảy. Cô đừng có cười vậy chứ. Sao con dữ à, story luôn. Đúng quá story đó, chị dữ nhiều lắm. Hồi hồi có nhà chung với con dữ nhiều lắm. Bị đạp chứ. Khi bảo của Hana nè, yeah. My friend. Đâu còn clip này nhóm mình đâu. Nè, cái gì hồi nhỏ nhớ xíu. Chỗ xíu xíu giống cái thằng. Em lại giọng cao vậy. Hồi xưa nhà con có cây piano gì nè, xong cứ bật nhạc lên cơ mẹ con tự sáng tác kìa. Mẹ nhớ. Trời ơi.